Xin chào các bạn, tôi đang có mặt tại Ford Thăng Long và đứng bên cạnh một mẫu xe có thể nói là vua giữ giá niêm yết. Bởi vì sao? Kể từ thời điểm mà ra mắt đến nay thì chiếc xe này luôn trong tình trạng bia kèm lạc, và có lẽ là kể từ mùng 1 tháng 9 tới đây cũng là thời điểm duy nhất mà mẫu xe Ford Ranger XLS 2.2AT này được đưa về giá trị thực tế, có nghĩa là đưa về đúng giá niêm yết. Hiện tại thì mẫu xe này đang được niêm yết với mức giá là 650 triệu và nó luôn luôn giữ đúng cái mức giá như vậy trong tất cả các cuộc giao dịch mua bán. Thậm chí có những thời điểm thì khách hàng phải thêm một chút ít, và như dân gian thường nói thì là thêm bia kèm lạc. Đây là một chiếc xe bán tải có thể nói là nó phù hợp với tất cả các điều kiện di chuyển tại Việt Nam. Các bạn có thể đi đường trường cũng rất ổn định, đi trong phố cũng rất tốt, bởi mẫu xe này là một mẫu xe với vóc dáng rất to, nhưng việc điều khiển nó lại trở nên rất dễ dàng khi mà đây là chiếc xe duy nhất được trang bị trợ lực điện. Đây là phần đầu xe, như các bạn đã quan sát này. Ở phiên bản này ấy, thì có lẽ là chính vì cái mức giá 650 triệu mà Ford có thể nói là đã hạn chế tối đa cái chi phí. Toàn bộ phần lưới tản nhiệt này thì chúng ta sẽ được sơn một cái màu hơi nhám một chút. Logo Ford thì chính giữa, ký hiệu mẫu xe Ranger. Không có nhiều thứ để nói về cụm đèn này khi mà đây chỉ là một cụm đèn thông thường. Thông thường ở đây có nghĩa là gì? Cả đèn pha, cả đèn cốt đều là đèn halogen phản xạ đa hướng cho ánh sáng màu vàng. Đèn xi nhan được đẩy lùi xuống dưới, đèn gầm sương mù cũng được trang bị rồi. Ở phía dưới này, toàn bộ phần cản này thì chúng ta cũng thông thường thôi. Cái này có thể gọi là cái váy đi, cái váy của chiếc Ford Ranger này. Cái này thì nó sẽ giúp cái việc mà tránh bắn bùn đất, tránh văng. Đó, cơ bản phần đầu xe chỉ vậy thôi. Và ở mẫu xe này chúng ta cũng không có cảm biến phía trước cũng như là cảm biến góc trước. Nằm phía dưới này là một cỗ máy 2.2 máy dầu. Nó đã được tinh chỉnh tốt hơn cho công suất đâu đó khoảng 160 mã lực gì đó. Và cũng thật khó để đòi hỏi cái sự tăng tốc đột ngột của một mẫu xe 2.2 máy dầu như thế này. Rồi, lùi một phía dưới sang chúng ta quan sát qua chút về phần thân xe đi. Ở phần thân xe này này, các bạn nhìn này, bán tải. Gương luôn đóng vai trò quyết định ở trong một cái mẫu bán tải như thế này. Một chiếc gương thì được sơn màu hơi nhám nhám một chút, nó không phải cùng màu thân xe, không phải mạ chrome gì cả. Cơ bản thôi, đơn giản. Mang cá ký hiệu phiên bản này, 2.26 auto, số tự động. Tay nắm cửa rất là cơ bản thôi, chìa khóa dạng cơ, tay nắm cửa thì màu đen. Đó. Phía dưới này chúng ta có một cái bậc theo xe rồi. Và dĩ nhiên là một mẫu xe cao như thế này thì bắt buộc. Phần lốp đi. Một chiếc lốp của Grandcheck. Và thông số của mẫu xe này thì cũng rất đơn giản thôi, 255/70R16. Có nghĩa là nó hơi nhỏ một chút so với cái đối thủ chính của nó, chính là Toyota Hilux. Hilux thì đang sử dụng cái la răng 17 inch, còn Ford Ranger phiên bản này là 16 inch. Đó. Lốp này thì cũng là loại lốp thông thường, đa địa hình, và không thể đòi hỏi một cái lốp upgrade trên một cái mẫu xe một cầu như thế này được. Đó, phần hông xe thì chỉ đơn giản như này thôi. Chúng ta lùi xuống phía dưới là một chút xem nào. Các bạn nhìn này, Ford rất cẩn thận này. Chắn bùn các thứ nhá. Đó, có đầy đủ luôn. Phần đuôi xe đi. Có thể nói là cơ bản. Đấy. Đèn phanh, đèn hậu, đèn báo lùi. Cốp nào. Thùng. Thùng này thì chưa có trợ lực rồi, để nâng lên cũng khá là nặng đấy. Các bạn nhìn này, đây, cái này là cái mà tôi không thích này. Nó chưa có lót thùng luôn. Đấy. Vậy thì cái việc đơn giản của các bạn, thứ nhất là chúng ta sẽ phải nắp thùng, thứ hai lót thùng. Có như vậy thì mới giữ được cho cái lớp sơn này nó tốt hơn. Chi phí của nắp và lót thùng thì nó rơi đâu đó loanh quanh khoảng 20 triệu gì đấy. Hơi tiếc một chút nhá, phía sau này chúng ta cũng không có cảm biến lùi hay là không có camera lùi gì cả. Ở một mẫu xe dài như thế này thì có lẽ là đây là điều mà chúng ta cần phải cân nhắc. Các bạn có thể lắp thêm hệ thống cảm biến lùi hoặc là camera lùi. Đó. Đây, tổng thể phần ngoài xe thế đấy, các bạn đã quan sát rồi. Trên kia nữa chúng ta có một cái anten dạng cột. Đèn báo phanh trên cao được lắp lên rất cao luôn, giúp chiếc xe phía sau dễ quan sát. Rồi, đó là tổng thể về phần ngoại thất. Bây giờ chúng ta vào trong phần nội thất đi. À. Hàng ghế thứ hai à? Đây là hàng ghế thứ hai này. Ghế nỉ các bạn nhá, toàn bộ tất cả đều là ghế nỉ hết. Rất là thoải mái. Nhưng mà thật sự thì bán tải nhà tôi cũng chia sẻ này. Ngoại trừ Nissan Navara phiên bản L, còn lại tất cả các dòng bán tải khác chúng ta đều sử dụng hệ thống treo là bằng nhíp lá. Điều này thì nó có cái tác dụng chính, đấy là tăng cái tải trọng để có thể chuyên chở hàng hóa. Nhưng
khi hành khách mà ngồi hàng ghế thứ hai này thì nó sẽ rất sóc và rất ồn. Đó là cái điều mà chúng ta phải thấu hiểu cho một cái mẫu xe bán tải như thế này. Rồi, hàng ghế thứ hai. Ở đây chắc không có cửa gió điều hòa các bạn nhé, nhưng mà được trang bị cổng sạc 12V. Đó, đèn trần cũng có đầy đủ rồi. Lên khoang cabin thế nào? Các bạn nhìn cửa này. Đấy. Riêng quả xác thôi nặng xấp xỉ 2 tấn rồi, và cửa các bạn nghe tiếng đóng này. Gọi là phầm phập luôn. For mà, cái gì cũng to cũng khỏe. Rồi, chìa khóa này các bạn, dạng cơ đấy nhá. Đó. Và for thì cũng hơi tiết kiệm chút, chúng ta sẽ chỉ có một cái chìa khóa điều khiển điện từ xa và một chiếc chìa khóa dự phòng là chìa khóa cơ. Rồi, đây như các bạn đang quan sát này, ở đây tôi đang có một cái vô lăng chất liệu này thì nó là urethan giả da. Đấy, nhựa nhưng mà nó mềm. Thích nhất ở chiếc Ford Ranger này đó chính là hệ thống trợ lực lái điện. Rất nhẹ nhàng thôi, các bạn sẽ điều khiển một chiếc xe to xác như thế này nhưng nó lại nhẹ nhẹ không kém gì một cái mẫu xe sedan hoặc là hatchback thông thường. Ở trên vô lăng này chúng ta được bố trí rất nhiều các nút bấm đúng theo cái truyền thống của Ford, điều chỉnh bảng đồng hồ Tablo này. Ở đây các bạn nhìn này, đó, đây chúng ta sẽ có cái hệ thống cruise control chân ga tự động, hệ thống giới hạn tốc độ limited speed. Bên này là ra lệnh bằng giọng nói, điều khiển âm lượng và đàm thoại rảnh tay. Toàn bộ hệ thống điều khiển đèn ở đây. Đấy. Bây giờ thì tôi sẽ thử nổ máy cái mẫu xe này lên xem nào. Máy dầu 2.2 nhưng mà cũng rất là ổn, không đến mức quá ổn đâu. Cái gạt mưa tôi đang để tốc độ cao nhất này. Ở cái gạt mưa này cũng có một cái rất hay, đấy là Ford Ranger. Phiên bản này đã được trang bị một cái gạt mưa tự động. Khi mà cái lượng nước mưa chảy xuống đủ đến mức áp suất khiến cho cái chế độ gạt mưa tự động này kích hoạt thì nó sẽ tự động nó gạt. Cũng khá là quan trọng đấy. Ở phần bản đồ trung tâm này, các bạn có thể quan sát thấy ở đây thì chúng ta sẽ có một cái màn hình không cảm ứng đâu, tất cả này đều là nút bấm chuyên dụng thôi, mà số này các bạn nhìn gọi là limit luôn, nhìn như phi thuyền không gian. Đó, nhưng mà cái này là một trong những cái phong cách của Ford nhá, chỉ Ford mới như thế này thôi. Dưới này chúng ta có một hệ thống điều hòa, và hơi tiếc một chút khi cái mẫu xe này thì chỉ được trang bị cái điều hòa chỉnh cơ thôi. Các nút bấm thì gọi là dày rít luôn. Ở đây chúng ta có sẵn một cái cổng sạc này, bộ chuyển đổi nguồn luôn rồi nhá, 12V, 5V. Bên này là cổng 12V này. Hệ thống cân bằng điện tử, đây là nút bấm để có thể bật tắt hệ thống cân bằng điện tử cũng như là kiểm soát lực kéo. Hộp số tự động thì chiếc Ford Ranger này đang được trang bị một hệ thống tự động, một hộp số tự động 6 cấp. Đấy, đi kèm với một khối động cơ 2.2 máy dầu, đảm bảo cho các bạn có thể sử dụng mẫu xe này ở trên mọi cung đường, nhưng mà không phải cung đường quá khó đâu. Phanh tay này chắc chắn là phanh tay dạng cơ rồi. Ở tổng thể của mẫu xe này thì về tính năng an toàn, chúng ta sẽ có cân bằng điện tử, các bạn vừa nhìn thấy này. Chúng ta có thêm phanh ABS cho cả 4 bánh, phanh hỗ trợ phanh khẩn cấp, kiểm soát lực kéo và hai túi khí dành cho tài xế và hành khách phía trước. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái khay chứa đồ thôi như thông thường. Rồi, tổng thể của mẫu xe này thì đó các bạn vừa quan sát qua rồi. Có một điều mà tôi vẫn thắc mắc là tôi không hiểu tại sao mẫu xe này bán chạy như vậy luôn. Một tháng trung bình bán dòng Ford Ranger bán khoảng 1.300 xe thì có lẽ phải đến tầm 700-800 xe chính là cái phiên bản XLS 2.2 AT này. Rồi, mẫu xe này thì đang bán đâu đó khoảng 650 triệu. Chi tiết khuyến mại thì các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline mà tôi đính kèm trên video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những cái video clip tiếp theo. Clip tiếp theo chắc chắn sẽ là trải nghiệm mẫu xe này ở trong phố, ở trên đường cao tốc xem nó như thế nào. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.